Chào các bạn có biết rằng từ xưa tới nay, tại rất nhiều nơi trên thế giới có vô số ảo ảnh đã được ghi chép lại. Đây cũng được coi là một dạng kỳ quan đặc biệt. Vậy ảo ảnh là như thế nào? Mời các bạn tìm hiểu trong video ngay sau đây. Nào, chúng ta cùng xem nào. Biển lửa kinh hoàng. Vào một ngày nọ, từ thời Liên Xô cũ, một số nhà vật lý học đã đi vào khu rừng nguyên sinh để tiến hành khảo sát. Khi họ đến một dãy đồi nhỏ, họ quyết định leo lên đỉnh một ngọn đồi gần như trơ trụi để nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa leo lên đến đỉnh đồi, họ đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào tin được. Một mảnh đất bằng phẳng rộng lớn đến tận chân trời từ phía bắc đã trở thành một biển lửa sôi sục với những cột lửa bốc lên cao ngút. Điều đáng sợ nhất là biển lửa này đang tiếp cận họ với tốc độ cực nhanh. Những nhà khoa học này vô cùng kinh hãi trước cảnh tượng lúc đó. Lẽ nào họ đã vô ý tiến đến cổng địa ngục hay chăng? Họ hoảng sợ vội vàng chạy trốn. Họ chạy thục mạng cho đến khi cảm thấy an toàn hơn. Nhưng với tinh thần khám phá không ngừng của mình, họ đã quyết định thám cứu một phen nữa. Vì vậy, họ chọn ba người quay lại đỉnh đồi ban nãy một cách thận trọng. Thế nhưng ở đó, giờ chẳng còn một biển lửa nào nữa. Dưới sườn đồi, mặt hồ nhỏ tĩnh lặng phủ một lớp sương bàng bạc mỏng manh, lóe sáng lấp lánh không ngừng. Xa xa là một cánh rừng nguyên sinh bất tận. Trên thực tế, thì đây là những gì mọi người thường gọi là ảo ảnh. Trong cuộc sống hiện thực, những điều như vậy cũng đã từng xuất hiện ở rất nhiều nơi. Cự luân treo lơ lửng trên không trung. Cách đây không lâu, vào đầu tháng 3 năm 2021, David Morris đã kể lại một điều kỳ lạ mà anh đã tận mắt chứng kiến. Đó là vào ngày 4 tháng 3, vào khoảng 11 giờ sáng, anh nhìn ra ngoài từ một ngôi làng ở Cornwall, phía tây nam nước Anh, thì phát hiện một con tàu khổng lồ trên mặt biển ở đằng xa. Nhưng con tàu chở hàng không ở trên mặt biển, mà treo lơ lửng trên không. Thật kỳ lạ, Morris sững sờ trước cảnh mộng trước mắt. Anh tự hỏi, đây có phải là ảo giác hay không? Rất nhiều người có thể rất tò mò, ảo ảnh này rốt cuộc là điều gì? Nó được hình thành như thế nào? Nó là thật hay là huyễn hoặc? Có người cho rằng, ảo ảnh là một loại hiện tượng quang học, là hư tượng được tạo thành do sự khúc xạ của ánh sáng. Vì mật độ của không khí lạnh lớn hơn mật độ của không khí ấm, nên nó có chiết xạ suất lớn hơn. Liệu có thực sự đúng như vậy hay không? Ảo ảnh có âm thanh. Trước tiên, chúng ta hãy xem xét sự hiểu biết của người Trung Quốc cổ đại về ảo ảnh. Cổ nhân gọi ảo ảnh là thận khí. Ảo ảnh trên biển còn được gọi là hải thị, tức là thành phố ảo trên biển. Nghe cảnh tượng động thái là rất thần kỳ rồi. Nhưng bạn đã nghe nói về ảo ảnh có mang âm thanh hay chưa? Cuốn Mộng Khê Bút Đàm của triều Bắc Tống ghi chép lại nhiều hiện tượng thần bí, trong đó có ảo ảnh. Sách ghi rằng Âu Dương Tu, một đại thần triều Bắc Tống, trong một lần đi Hà Bắc, đã đi ngang qua huyện Cao Đường và nghỉ qua đêm tại một quán trọ. Ông ta cho biết, vào giữa đêm, ông đã nghe thấy âm thanh của quỷ thần trong không trung, cũng nghe thấy tiếng xe ngựa, tiếng người và động vật. Mỗi loại âm thanh ông đều có thể nghe thấy rất rõ ràng. Sau khi nghe thấy điều đó, ông đã đến hỏi những lão nhân ở huyện Cao Đường thì được kể lại rằng 20 năm trước, cảnh tượng tương tự cũng đã xuất hiện, thậm chí là xuất hiện giữa ban ngày. Mọi người đều có thể thấy rõ người và vật. Người dân địa phương gọi đó là hải thị. Từ ghi chép này, ông cho rằng ảo ảnh không chỉ có trạng thái cảnh tĩnh mà còn có cả cảnh động và có thể nghe thấy âm thanh. Vậy theo giả thuyết ban đầu cho rằng ảo ảnh chỉ đơn giản là một hiện tượng quang học, thì làm thế nào có thể giải thích về sự tồn tại của âm thanh? Ảo ảnh xuyên Việt của cổ nhân. Chưa hết, còn có một loại ảo ảnh mà không thể giải thích bằng lý thuyết về các hiện tượng quang học. Đó là ảo ảnh xuất hiện ở Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc
vào tháng 6 năm 2015, dường như đã xuyên việt từ thời cổ đại mà tới. Những gì xuất hiện bên trong không phải là những cao lầu đại hạ, đường phố đông đúc xe cộ hiện đại, mà là sự xuất hiện của đình đài lầu các của Trung Quốc cổ đại. Trong đó, một số cảnh vật thậm chí còn giống với truyền thuyết thần thoại trong Nam Thiên Môn. Nếu ảo ảnh thực sự là do quang tuyến chiết xạ mà tới, thì làm thế nào mà các quang tuyến lại chiết xạ được các kiến trúc cổ đại tới hiện đại? Thật trùng hợp, một cảnh quan ảo ảnh xuyên thời không, tức thời gian và không gian, cũng xuất hiện trên biển Aegean ở Hy Lạp vào năm 1954. Có 2.400 nhân chứng vào thời điểm đó nói rằng họ nhìn thấy hình bóng của những chiến binh cổ đại, tựa hồ như là hải tặc Viking, mặc y phục cổ đại và dường như đang giao chiến. Trong khi đó, người Viking sống từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 11, rất xa so với năm 1954. Vậy một lần nữa câu hỏi được đặt ra là cảnh tượng của những người Viking này được chiết xạ từ đâu? Thậm chí, ngày 14 tháng 6 và ngày 17 tháng 6 năm 1988, trên biển Phang Lai đã xuất hiện ảo ảnh với thời gian lâu nhất kéo dài 6 giờ đồng hồ. Khi đó, không ít du khách chứng kiến điều này đã vô cùng ngạc nhiên. Nhiều người nói rằng họ đã nhìn thấy mỹ cảnh thành phố phồn hoa, thiên nhân thiên mã đi tuần du qua lại. Còn có người nói rằng trong ảo ảnh xuất hiện nhiều người trong trang phục cổ đại. Liệu đây có thể là nơi nào đó đang quay một bộ phim cổ trang và cảnh quay tình cờ được chiết xạ nhập vào đó hay chăng? Nhưng thật khó để các quốc gia, khu vực vào thời gian khác nhau đã quay phim và khiến các trường cảnh chiết xạ lên không trung như vậy. Ngoài ra, cho đến nay, hầu hết các cảnh xuất hiện trong ảo ảnh đều không thể tìm thấy cảnh gốc tương ứng trong thực tế. Thường thì một ảo ảnh kéo dài hàng chục phút đến vài giờ, một số ít kéo dài trong vài ngày, và thậm chí một số kéo dài từ một đến vài năm. Chẳng hạn, Trương Phủ huyện Chí Tai Tường của Khang Hy có ghi: vào năm Gia Tĩnh thứ 8, có 3 hải đảo và 3 đỉnh núi cạnh nhau. Rồi một ngày đột nhiên chúng biến mất trên biển. 3 ngọn núi sau đó bỗng hợp thành một, lơ lửng trên không trung. Mọi người nhìn thấy nó từ xa, phát hiện lâu đài biến ảo trong huyễn cảnh. Ảo ảnh lần đó đã kéo dài trong 3 ngày. Điều này một lần nữa đặt ra một câu hỏi khó cho thuyết khúc xạ khí quyển, bởi vì nó không thể giải thích tại sao ảo cảnh có thể kéo dài lâu như vậy. Do đó, để khí quyển chiết xạ được cảnh vật là cực kỳ khó khăn, đòi hỏi điều kiện trên tất cả phương diện, chẳng hạn như mật độ khí quyển phải bất biến trong vài ngày. Điều này hoàn toàn là không thể. Thuyết vũ trụ bình hành. Vì vậy mà các chuyên gia và học giả từ Đại học Birmingham ở Vương quốc Anh đã tiến hành một loạt nghiên cứu và phân tích về ảo ảnh. Họ đề xuất một giả thuyết rằng ảo ảnh có thể là huyễn tượng của vũ trụ bình hành, tức là có một vũ trụ cùng tồn tại ở không gian khác, do thời không đan chéo, tạp loạn dẫn đến. Thuyết vũ trụ bình hành đề cập đến sự tồn tại của nhiều thời không trong vũ trụ. Mỗi thời không đều là bình hành và chiều theo quy luật riêng của nó mà vận hành. Nhìn chung, giữa các thời không là không có điểm giao hội, chỉ là thời gian có nhanh, có chậm, có tiền, có hậu. Nhưng tại tình huống đặc thù, có thể xuất hiện điểm giao hội thời không, phát sinh hiện tượng thời không tạp loạn. Nói cách khác, ảo ảnh là thể hiện chân thực của không gian khác dưới sự vận động của vật chất, tại các điều kiện thích hợp, được phản ánh tới không gian này của chúng ta. Mặc dù đây mới chỉ là một giả thuyết và chưa thể kết luận, nhưng cho đến bây giờ, dùng nó thì mới có thể giải thích được hiện tượng ảo ảnh có mang theo âm thanh, xuyên việt thời gian và có thể kéo dài vài ngày. Vậy trong các bạn, đã có ai trải qua ảo ảnh có âm thanh như vậy hay chưa? Và bạn đã tìm được câu trả lời cho mình về hiện tượng đó như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các nhà tiên tri, đến hẹn lại lên nào. Không biết ở đây có nhiều bạn ở thành phố Hồ Chí Minh không nhỉ? Mình theo dõi báo đài thấy tình hình ở đó có vẻ đang căng quá. Các bạn nhớ bảo vệ mình và cộng đồng thật tốt, vững tâm rồi dịch sẽ qua nhanh thôi, cố lên. Nào, giờ ta cùng đến với nhà tiên tri đầu tiên, đó là bạn Thành Hà. Bạn có comment như sau: ông nói thần thì tôi lại nghĩ cả vũ trụ này đang nằm trong một tựa game của sinh vật cấp cao nào đó.
dạo này bạn đang chơi game gì đó? Tôi cũng có suy nghĩ như bạn đó, cũng đặt tên, luyện cấp, làm nhiệm vụ, vân vân. Quá nhiều điểm tương đồng đúng không? Nhưng bạn ơi, giống thì giống, nhưng đừng quên là chúng ta không đếm số hoặc về thanh để hồi sinh đâu nhé. Mà nếu điều đó là thật, bạn nghĩ tên gì sẽ phù hợp cho con game này? Comment bên dưới cho mình biết nhé. Và nhà tiên tri may mắn thứ hai hôm nay đó là bạn Nhân Phạm. Bạn có comment là: ồ, như vậy vũ trụ là một cơ thể sống, hay ít nhất là một cơ quan nào đó, còn trái đất là một tế bào và nó đang bị bệnh. Ấy, một cách so sánh hay và đúng quá ấy chứ nhỉ. Ở thời điểm hiện tại, dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi trên thế giới. Đúng là trái đất chúng ta đang bị bệnh thật đó. Mình và các bạn cùng chung tay chống dịch thật tốt nha, cùng đem trái đất trở lại khỏe mạnh như trước nhé. Và nhà tiên tri may mắn cuối cùng hôm nay đó là bạn Bình Nguyên. Bạn có hỏi rằng: vũ trụ có giới hạn không? Nếu có giới hạn thì bên ngoài giới hạn đó là gì? Wow, một câu hỏi rất hay đấy Bình Nguyên. Cho đến bây giờ thì vũ trụ quan sát được có đường kính vào khoảng 93 tỷ năm ánh sáng và ước tính có khoảng 2.000 tỷ thiên hà trong vũ trụ này, và giờ nó vẫn đang tiếp tục giãn nở. Vì vậy, các nhà thiên văn vẫn chưa biết được kích thước toàn thể thực sự của vũ trụ là bao nhiêu. Mà thực ra theo mình thì vũ trụ là vô hạn, Bình Nguyên ạ. Câu hỏi thú vị vừa rồi cũng đã khép lại video này rồi. Một lần nữa chúc các bạn an toàn mùa dịch nhé. Bye bye!